khô gà lá chanh, một món không thể thiếu trong dịp Tết này nha, cùng với Ban thực hiện nhé. Nguyên liệu để chuẩn bị cho món khô gà lá chanh rất là đơn giản, chúng ta gồm có bột nghệ, ngũ vị hương, hành, tỏi, gừng, ớt và lá chanh và một ít sả nha. Và không thể thiếu được nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đó là ức gà nha. Ban sẽ dùng 600g ức gà nha. Ức gà này thì mình sẽ lựa ức gà công nghiệp hoặc ức gà ta cũng được, không vấn đề gì nha. Chỉ cần tươi là ngon rồi nè. Tươi thôi thì cần đỏ là. Khô gà thì rất là nhiều công thức để làm. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người công thức làm dễ nhất và nguyên liệu dễ tìm luôn nha. Chúng ta cùng bắt đầu nào, let's go. Đầu tiên thì chúng ta sẽ luộc ức gà nha mọi người. Thì chúng ta sẽ luộc ức gà chung với một ít lát gừng. Chúng ta sẽ cho một ít lát gừng vô nha. Rồi chúng ta sẽ cho một nửa củ hành khô, một ít sả nha, và một ít lá chanh nha. Luộc vậy thì thịt gà sẽ ngon hơn và thơm hơn nha. Chúng ta sẽ bỏ ức gà vô. Trong khi chờ ức gà chín thì chúng ta sẽ cùng đi băm hành, tỏi, gừng, ớt và sả ra nha. Băm càng nhỏ thì độ kết dính vào thớ thịt gà càng ngon, cho món ăn được đậm đà hơn nhé. Đây là tất cả nguyên liệu mà mình đã băm nhỏ ra rồi nha. Rồi bây giờ chúng ta cùng trộn nước sốt nha. Nhà chúng ta sẽ dùng 5 muỗng nước mắm. Hai muỗng nghệ nha, để cho tạo màu cho đẹp ý. Rồi và nguyên liệu cuối cùng chúng ta sẽ sử dụng 1/4 muỗng ngũ vị hương nha. Chúng ta sẽ pha chế cùng một lúc, sau đó thì chúng ta sẽ để vô thôi, không cần phải nêm nếm gia vị gì nữa nha. Đây hạt ức gà chúng ta luộc nha. Trời rất là thơm luôn mọi người ơi. Nếu mà có bọt thì chúng ta hớt bọt đi cho nước trong nha. Cho nó đẹp á, cho nó ngon á. Cùng vớt ra nha. Chúng ta chuẩn bị một chén nước lạnh nha. Chúng ta sẽ bỏ gà vô. Wow. Gà đã mềm rồi mọi người. Chín rồi đó. Wow, trắng tinh luôn, thơm quá. Chúng ta sẽ ngâm trong nước lạnh cho gà nó nguội nha. Tiếp đến thì để cho gà được ráo thì chúng ta sẽ dùng khăn giấy thấm hết phần nước ở ngoài của gà đi nha, cho nó ngon. Xé khô gà nha. Xé tùy khẩu vị mình thích xé to hay nhỏ nha. Tùy vào sở thích và khẩu vị của từng gia đình đó, thì mình sẽ xé thớ gà sao cho nó phù hợp với mình nhất nha. Ví dụ xé thớ gà to thì cho miếng gà dai hơn và bùi hơn, nhưng mà sấy thì lâu hơn, nhưng mà thớ gà mỏng á thì mình sẽ giòn hơn nè, sấy nhanh hơn nè. Nói chung thì làm khô gà lá chanh á, công đoạn xé gà là lâu nhất thôi, nhưng mà huy động anh em bạn bè đến xé rất là vừa xé vừa nói chuyện rất là vui á. Trời mẹ ơi, trời ơi mệt quá mệt luôn nè. Ngon chưa nè? Kinh nghiệm của bên cho thấy á, là nếu mà bạn muốn cái sợi gà khô của mình nó dài á thì chúng ta lựa cái ức gà to một xíu nha, thì sợi gà rất là dài. Còn nếu mà bạn nổ được cái ức gà nhỏ nhỏ thì nó rất là bị ngắn á, bị vụn đấy. Nè mọi người lưu ý nha, mình chọn cái ức gà to một xíu cho cái sợi khô gà của mình nó dài ngon hơn nha. Giờ lành đã điểm, bây giờ chúng ta sẽ cho gà lên rĩa nha. Bắt đầu chúng ta sẽ hâm khô chảo và cho một ít dầu vào cái này. Sau đó thì chúng ta sẽ phi một số gia vị mà mình đã bầm lên rồi nè, cho nó thơm lên, nó dậy mùi lên nha. Tiên thì chúng ta sẽ cho hành và tỏi vô nha. Thơm chút đã.
gà được quốc dân. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến là cho gừng và sả vô nha. Ớt mình sẽ cho cuối cùng, tại vì ớt cho rất là hăng và nó sẽ bị hắc xì nên mình sẽ cho cuối cùng nha. Và đặc biệt không thể thiếu để tạo màu cho khô gà mình được ngon, được thơm hơn, được vàng hơn đó, thì chúng ta sẽ cho một ít dầu điều nha. Nếu ăn cay được thì các bạn cho nhiều nhiều, còn nếu không ăn cay được thì các bạn cho ít ít thôi nha. Chu cha nó thơm quá, các bạn có ngửi thấy mùi dông, trời nó thơm quá, trời quá đắt luôn. Bây giờ mình sẽ đổ nước sốt thành thánh của mình vô nha. Mình sẽ đun sôi hỗn hợp nước sốt cùng với các nguyên liệu này, xong đó thì mình sẽ đổ gà vô. Bây giờ gà của chúng ta đã bắt đầu ráo rồi á, thì chúng ta sẽ dùng một củ tỏi to to nha, xách lát thả vô nha. Chúng ta sẽ bỏ thêm một ít tỏi xách lát nè, và thêm một ít ớt xách dè dà nha, cho khi sấy lên nó được đẹp mắt hơn á. Sau đó chúng ta đã đảo đều, và khô gà không thể thiếu lá chanh, nhân vật phụ của chúng ta. Chúng ta sẽ bỏ vô nha, rất là đẹp mắt luôn mọi người. Chỉ còn một bước nữa thôi là khô gà nó chanh của chúng ta đã hoàn thiện rồi mọi người ơi. Rất là đẹp mắt ha. Có đỏ đỏ của ớt, vàng của khô gà và xanh xanh của lá chanh, trắng trắng của tỏi. Trời ơi, rất là bắt mắt luôn đó mọi người ha. Bây giờ thì Vân Vân sẽ hướng dẫn mọi người cách làm sao cho gà nó khô và nó giữ được lâu nha. Vân Vân sẽ dùng lò chiên không dầu để set up, để sấy gà lên. Nếu mà các bạn không có nồi chiên không dầu, các bạn có thể đi mang trời nắng, phơi dưới nắng gắt khoảng 3-4 tiếng là có thể đảo đều và có thể cất vào hũ và dùng dần nha. Trời đất ơi, nó ngon xuất sắc luôn mọi người ơi, nhìn hấp dẫn chưa? Trời ơi, màu sắc rất là tự nhiên, không cần chỉnh màu, chỉnh mè gì luôn đó. Trời ơi, nó đẹp nè. Trời ơi, nó ngon quá. Nè, miếng tỏi nè mọi người, ngon ha. Vị rất là vừa luôn. Thơm. Nếu mà các bạn muốn cái này nó giòn hơn đó, thì chúng ta xét nhiệt độ cao một xíu nha, và để lâu một xíu. Đây thì mình xét nhiệt độ 3 lần. Xét nhiệt độ ở vòng trong vòng 20 phút 90 độ, sau đó thì mình xét thêm một lần nữa là 100 độ ở khoảng 10 phút thôi nha. Một khúc cuối là mình sẽ đảo. Trong các lần thì mình nhớ đảo đều nha. Đảo đều, sau đó thì mình xét nhiệt độ thêm một lần nữa là 80 độ trong vòng 15 phút thì nó sẽ là thành quả thế này nè. Trời ơi, vừa đủ khô nữa nha. Cái lá chanh nó rất là xanh và giòn nè. Đó, giòn không? Nè, miếng tỏi nè mọi người. Rất là ngon mọi người ơi. Chúc mọi người thành công với công thức làm khô gà lá chanh của anh Banh nha. Rất là dễ luôn. Khô gà lá chanh là một món ăn không chỉ là đơn giản và dễ làm, mà đó là rất là ngon luôn, xứng đáng nằm trên bàn tiệc của dịp Tết năm nay của gia đình bạn nha. Không chỉ thế, bạn có thể làm quà gửi tặng những người thân yêu của bạn nè. Còn nhiều món khô nữa, Vân Vân sẽ chia sẻ với các bạn trong các video tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại.